và nói về trận đấu này thì uh, trước tiên thì động lực của em thì uh, uh, từ rất nhiều từ gia đình em uh, đã động viên em vượt qua cái nỗi đau mà em vừa trải qua và em lấy đó làm động lực để mình uh, tiến tới những trận đấu tiếp theo và một bàn thắng hôm nay thì em sẽ dành tặng cho bà ngoại của em và vì, vì những uh, trận mà em chơi thì uh, bà ngoại em đã nhìn em chơi và hôm nay thì bà ngoại em đã không còn nhìn em chơi nữa nhưng mà em bà ngoại sẽ chắc chắn là sẽ thấy em ghi bàn em mong điều đó xảy ra